Chào tất cả mọi người nha. Sáng nay thì mình lại tiếp tục lên rừng xăm bên trên cho mọi người xem. Mình tưởng là chắc chắn hôm nay là sẽ có video hay cho mọi người xem này. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm cái video đẹp hơn. Chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện cho mọi người. Thì mọi người cùng mình đi xăm bên nha. Bên trên trầm màu, trên hết các loại trên nhé mọi người. Thì mọi người cứ theo dõi tí, mình thấy thế nào thì mình quay cho mọi người xem nhé. Mình cũng tưởng là hôm nay thì chắc phải có trên thôi. Mình cũng đã đếm cây quả rồi nha mọi người. Cây quả trên kia nhé. Đỏ quá mọi người nha, rất là đỏ kìa, chín quá rồi. Mà bây giờ thì chín chưa về nha mọi người. Cây quả này thì mình cũng không biết là tên của nó là quả gì mọi người nha. Quả này thì cây quả này thì có rất là nhiều mọi người. Thì con chín thì nó ở rất là nó ở không có chỗ thì mình bên cũng không chống máy mọi người. Nó đi đi lại lại thì mình cũng đi đi lại lại thì bên cũng không chống máy. Thì thế nào cũng mọi người cũng theo dõi. Số một con mới nha, ok lắm, lần phát đầu tiên luôn nha, em đầu tiên luôn nha mọi người thấy chưa, kìa, đây còn trong màu, còn trong màu mọi người nha, đây mọi người nha, em trong màu, phát đầu tiên luôn ạ. Ok mọi người cứ theo dõi đi tiếp theo nha mọi người. Đi em mọi người thấy thế nào thì mình mới quay cho mọi người xem nha. Ok. Tuyệt vời quá mọi người. Hai phát. Được hai em trầm màu mọi người nha. Một em thì mất rồi. Thì tìm được hai em này thôi. Đây. Một em thì mất rồi. Không thấy nữa. Mình cũng thấy nó rơi rồi nhưng mà cũng không tin thấy mọi người. Được hai em. Thì mọi người cứ theo dõi đi tiếp theo nha.
Karaoke luôn nhé mọi người. Dưới ba con nhá, cái cảnh này dưới ba con. Hai mười con gì ăn này, cũng thật không biết con gì ăn đây, con chắc là con chuột hay con sóc, con gì ăn hết rồi mọi người, cũng thật mình cũng mới bên thôi mà, nhưng mà sao mà nhanh thế nhỉ, chịu thật. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm nhà ba con này. Dưới kia mình cũng cho tin nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tin nha. Mình cũng hạ xuống rớt ba con xuống dưới là ngày rồi, nhưng mà cũng không thấy mọi người. Một con thì nó ở trên cây, một con thì nó ở trên cây kia mọi người nhé. Nó không rơi được. Để tí mình mới đi chiều cây đi thôi mọi người. Hai con thì không biết nó rơi chỗ nào. Chắc nó cũng rơi chỗ này nhưng mà tìm mãi không được. Chắc cũng khá là lâu rồi mình không đến tìm. Bây giờ thì con thấy hai con, để tí mình tìm thế nào thì mình mới quay nhé. Một con thì chắc chắn nó ở trên rồi. Rơi luôn mọi người, rất là ok luôn đó. Ok luôn. Rơi luôn dưới này mọi người nhé. Đi tìm thử xem nó chỗ nào. Dưới kia kìa. Một em này. Khá là ok luôn đó. Con này nữa này, hai em này, hai em này thì bên rất là ok luôn, thay đẹp rõ nét thì bên thì khá là chuẩn luôn ạ. Đây tiếp theo nha,
Ok nha mọi người. Sáng nay em buổi này thì em định đi săn bên cũng khá là ok đó. Khá là tuyệt vời đó. Xem chuyển được bao nhiêu con nha mọi người. Xem nào được bao nhiêu con. Một này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 con luôn, 10. Sáng nay thì cũng khá là may mắn. Một buổi được 10 con luôn ạ. Khá là ok mọi người. Tuyệt vời luôn. Đó. 10 con luôn. Thì mình cũng sẽ xin tạm dừng video đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video mình hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm cái video tiếp theo đẹp hơn thế này. Đó, được 10 con luôn. Chỉ vài tiếng thôi cũng là 10 con cũng khá là ok đó mọi người. Tuyệt vời. Thì mình xin tạm dừng video đây nhé. Gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé.